một không gian sống quốc tế chuẩn mực tiện nghi, một cộng đồng cư dân thủ đô hào hoa thanh lịch, nơi hội tụ những tinh hoa tri thức. Nằm trên đại lộ ánh trăng của khu đô thị 5 sao An Lạc Green Symphony, trục đường 58m huyết mạch hứa hẹn là đại lộ thương mại sầm uất bậc nhất khu Tây. Tòa căn hộ Moonlight sở hữu tòa đồ vàng là tâm điểm kết nối, nắm giữ toàn bộ tiện ích lõi của khu đô thị, hội tụ mọi tiện nghi chuẩn mực cho một cuộc sống trọn vẹn. Tòa Moonlight vươn cao kiêu hãnh với phong cách sống mang tinh thần Singapore hiện đại, gồm hai tháp tách biệt, tạo sự thông thoáng cho các khối nhà, khiến mọi không gian đều mở rộng vòng tay đón gió gọi nắng. Với mong ước kiến tạo nên hệ tiện ích xứng tầm quốc tế, khu vườn nghệ thuật nội khu với kiến trúc tân cổ điển được ngăn cách với không gian bên ngoài bởi hàng cột La Mã, tạo nên không gian cảnh quan tinh tế và riêng tư cho cư dân Moonlight. Đặc biệt, khu vườn trên mái Moonlight Garden, nơi ngắm trăng đẹp nhất thành phố, nổi bật bởi tuyệt tác thiết kế cân bằng và đối xứng với điểm nhấn là đài phun nước với hàng loạt các tiện ích như lối dạo massage, yoga, vườn nướng BBQ, tạo nên khung cảnh thư giãn tuyệt đẹp cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp. Sảnh đón 5 sao dẫn vào tòa nhà cùng đơn vị quản lý quốc tế uy tín, chuyên nghiệp và thân thiện, mang đến một không gian tiện nghi nâng tầm chất sống. Hai tầng hầm gửi xe rộng rãi cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn quốc gia mới nhất, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống. Với hai tầng thương mại đa dạng các dịch vụ và tiện ích, Moonlight đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của cư dân, từ thực phẩm sạch tới sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, mang tới cuộc sống chất lượng 5 sao. Chỉ vài bước chân, ông bà và bố mẹ hoàn toàn yên tâm với dịch vụ giáo dục đạt chuẩn quốc tế, ươm mầm tài năng, nuôi dưỡng ước mơ con trẻ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, hệ thống phòng tập gym và yoga, bể bơi sang trọng với đầy đủ trang thiết bị, liệu pháp chuyên môn giúp cư dân nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Kết nối cộng đồng, mở rộng tình thân qua những hoạt động giao lưu văn hóa cùng những cư dân văn minh, thân thiện, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống. Mỗi căn hộ là một tổ ấm riêng tinh tế bởi thiết kế khéo léo, tối ưu hóa mọi công năng cho từng không gian dù là nhỏ nhất. Những ô cửa sổ phóng tầm mắt ra không gian rộng mở của bầu trời cùng cỏ cây hoa lá, để mỗi sớm mai thức dậy được đắm chìm trong một miền xanh vẹn tròn. Các căn hộ Moonlight có diện tích phong phú, phù hợp với nhiều khả năng tài chính của khách hàng. Chủ đầu tư An Lạc với sự am hiểu sâu sắc về lối sống người Việt đã kiến tạo nên không gian sống hiện đại nhưng vẫn không xa rời các giá trị truyền thống, để mái nhà luôn là nơi tận hưởng yêu thương, tái tạo năng lượng. Moonlight, hòa sắc xanh, chọn nhịp sống. Một sản phẩm của tập đoàn An Lạc.